Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Suzuki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nha. Trong thời gian giữa hai tập thì mình đã có cắt vải của rồng Arthur và hiện tại thì mình đã có được 48 cái rồi. Bây giờ mình sẽ vào trong nhà để chế tạo một bộ giáp rồng Arthur luôn. Đầu tiên thì mình cần cởi bộ giáp này ra trước, sau đó mình sẽ chế tạo cái nón nha. Đây, một cái nón. Wow, cái nón nó có một cái chi tiết gì ở phía trước trán kìa. Wow, nhìn cực kỳ thích luôn. Kế tiếp là cái áo coi. Cái áo thì nhìn cực kỳ giống cái họa tiết ở phần thân của rồng Arthur luôn á. Giống cực kỳ luôn. Cái này mình mặc vào và cưỡi rồng Arthur thì ngầu đừng hỏi nha. Kế tiếp là một cái quần nè và đôi ủng. Một cái quần, đôi ủng nè. Rồi giờ thì mặc set đồ này vào. Và nó lấp đầy hết ô giáp ở phía dưới luôn kìa. Yay. Và khi mình chạy nhanh á, còn búp thêm tốc độ cho mình nữa. Wow, cái này kết hợp với rồng Arthur thì bay nhanh đừng hỏi luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ đi qua khu vực băng giá kia để dẫn bé rồng băng về. Tại vì trong thời gian dưới hai tập thì bé rồng băng của mình cũng đã lớn khôn rồi. Giờ mình sẽ tele qua bên bển luôn. Đây, rồng băng của mình. Rồi, đó, rồng băng của mình đã rất là lớn rồi đó. Giờ thì mình sẽ cởi bé rồng băng này và đi về nhà nhá. Và khu vực ở trên đây thì mình vẫn chưa có lấy được cái cây búa này. Chắc mình chưa có đủ sức mạnh á. Để khi nào đủ sức mạnh thì mình sẽ quay lại cái khu vực này để lấy cây búa đó nhá. Mình thấy cây búa đó nhìn rất là bự luôn. Chắc đào nhanh lắm luôn á. Rồi, giờ thì đi về. Khoan, né mấy cái này tiên cá giả mạo ra. Mình không muốn đánh nhau đâu, tại vì mấy tên đó đâu có đánh lại mình, với lại chỉ làm phiền mình thôi à. Rồi đi về. Quá giặc biển. Con này. Ở đây có con gì nữa nè. Sao dưới nước nhiều quá giặc biển vậy. Phung. Cố lên, gán phung. Đó, rồng băng của mình phun băng cũng rất là mạnh luôn nè. Đẩy lùi nó. Rồi. Rồi mình đã đóng băng xong cái tên này rồi và để coi có rớt cái gì không. Rớt ra vải. Đừng. Đừng. No, làm ơn cho đi ra đi. Bị vướng rồi nè. Rồi, ok rồi. Ở đây có cái vải của con hồi nãy. Băng nó tan. Rồi cái kia nó chìm ngẫm phía dưới rồi. Giờ để mình bay xuống dưới để mình nhặt đồ coi. Cái này cái gì ta, tối thui hả? Dưới đáy biển tối thui không thấy gì luôn á. Đây, cái răng nanh. Bay lên. Không thôi chết ngạt. Rồi lẹ. Mình được 9 cái vải của con rồng biển và thêm 4 cái răng nanh nữa. Rồi giờ thì mình sẽ bay về nhà coi. Như vậy hồi nãy mình vừa gặp thêm một con nữa. Để từ từ mình qua bên bển và tiêu diệt nốt tên kia để tìm thêm những cái vải của mấy con rồng biển nha. Tạm thời rồng băng thì mình sẽ cho đứng sát cái vách núi này. Rồi ngồi xuống đi. Đó, sau đó mình sẽ vào trong nhà ngủ. Mà khoan, để coi cái này làm. Cái này để làm cây đinh ba nè. Và một bộ giáp kiểu như là giáp của mấy cái tên ở dưới nước ấy. Được, mình sẽ ngủ một cái đi. Rồi sáng thức dậy mình sẽ chế tạo một cây đinh ba trước coi nó có mạnh không nhá. Cây đinh ba này nhìn cũng rất là đẹp nữa. Và ngoài ra mình còn dư những cái vải của rồng Arthur nè. Để một xíu mình sẽ chế tạo dụng cụ bằng vải rồng Arthur luôn. Đầu tiên mình cần chuẩn bị một cái viên kim cương trước. Mà còn thiếu cái khúc xương nữa. Đây, khúc xương đây. Rồi, giờ thì mình sẽ đặt khúc xương vào. Kim cương ở phía trên. Những cái răng nanh ở trên cùng. Và hai bên là những cái vải. Đúng không? Đúng luôn. Vậy, mình đã được một cái cây trident rồi. Và cái này là vũ khí huyền thoại luôn nhá. Nhìn đẹp cực luôn nè. Và nó cũng khá là trùng màu với cái set đồ Arthur nữa. Và mình còn ba cái que. Hiện tại mình đang dùng rìu sắt và xẻng sắt hả? Chắc tạm thời mình sẽ nâng cấp lên cây rìu Arthur luôn đi. Đây, mình sẽ chế tạo cây rìu Arthur nè. Nhìn rất là đẹp và có tới 11 sức tấn công lận. Wow. Và giờ mình sẽ so sánh thử hai cây rìu này nhá. Cây rìu này coi. Cây rìu này đánh lâu lắm luôn á. Còn cây rìu Arthur nè. Và thử chặt cây thì để tìm khu khác mà được. Chặt gần nhà một hồi. Khu mình không muốn nó kiểu như là trống quá đâu. Rồi mình sẽ bay lại đây để test thử nhá. Rồi chặt cây coi.
khá là lâu để có thể chặt được một cái cây gỗ bạch dương. Còn rìa Arthur nè, cái cây này nó cao hơn cây hồi nãy nữa. Nó cũng tương tự à, nhưng nó chỉ khác nhau là sức tấn công nó nhiều hơn 3 thôi. Thôi kệ, dù sao thì cũng có. Ui, mà cái độ bền nó cũng khá là cao nè, mình chặt 2-3 cây rồi mà chưa mất độ bền á. Ồ, vậy là tốt rồi. Được, 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 mình sẽ sử dụng cây rìu này dài lâu nhá. Và đây có pho tượng của bé ngựa hôm bữa mình làm thí nghiệm nè. Không biết có cách nào để cho bé đó khỏi thành bức tượng không nữa. Và hiện tại cái bàn enchant của mình thì vẫn chưa có full level được, tại vì mình mới có 18 level thôi. Khi nào 30 level thì mình sẽ enchant luôn nhá. Cái này có hiệu suất 3 nè, chắc chưa cần đâu. Và coi nào, mình có nên làm một cái xẻng không ta? Thôi đi, tạm thời còn xẻng sắt dùng được, chắc tiết kiệm. Rồi, tạm thời mình sẽ cho những cái vải rồng vào đây trước nhá. Vải rồng cho vào. Và cắt cái bộ giáp rồng đỏ này vào luôn đi. Đây là bộ giáp rồng đầu tiên mà mình sở hữu mà, nên phải giữ để làm kỷ niệm. Và đây có những cái răng nanh và vải của rồng biển cho vào đây. Mình sẽ dọn bớt đồ, tại vì giờ mình muốn xuống Nether ấy, để dẫn bé rồng lửa đi lên luôn. Cắt cái mầm này vào. Thức ăn mình sẽ cắt bớt. Và mình cũng có một ít cái thịt cừu chín nè, mình sẽ mang theo để ăn dần nhá. Cá thì để trên. Hắc diêm thạch còn thừa nè, để lên luôn. Rồi, để cho trống trống rồi chúng ta sẽ đi xuống dưới để dẫn bé rồng lửa đi lên nhá. Rồi, đi xuống dưới dẫn lên thôi. Một xíu chắc mình sẽ ghé ngang khu biển á, để test sức mạnh của cây đinh ba này luôn. Cây này đánh thường hình như đánh thường cũng rất là nhanh nè. Wow, đánh nhanh hơn kiếm nữa. Rồi, mình đã xuống Nether và đây, bé rồng lửa của mình nè. Đó, rất là đẹp luôn. Cái phần bụng của rồng lửa rất là thích, tại vì nó có những cái vết sáng như vậy nè. Wow, rất là đẹp luôn á. Rồi, nhưng mà trước khi đi lên thì mình sẽ lượn vài vòng ở phía dưới này coi. Phía dưới này hình như không có mấy cái tòa thành. Tiếc vậy ta, phải có mấy cái tòa thành hết sảy luôn á, để mình test thử sức mạnh của rồng lửa. Chắc giờ đi lên tìm mấy cái con mà rồng biển đi, mình sẽ test thức sức mạnh với mấy con đó nha. Tại vì mấy con đó hồi nãy nó mới cà khịa mình á. Rồi, ui, kẹt đầu. Rồi đi ra thôi. Cố lên em ơi. Ui, hình như mình còn bị kẹt. Ôi, chỗ này chưa đủ rộng để cho rồng lửa có thể đi qua. Đi qua được chưa? Yay. Đi qua cánh cổng được rồi. Giờ thì mình sẽ cho bé rồng lửa này ở đây nhá. Và ngoài ra ở trong đây á, mình còn có một số cái bàn enchant, nhưng mà mình chưa có đủ vật liệu để có thể chế tạo ấy. Đây, một cái Advanced Enchantment nè. Cái này thì mình có thể chọn dòng tùy thích luôn. Còn bên đây thì chúng ta có thể chế tạo những cuốn sách enchant. Hai cái này cái nào đều có cái công dụng riêng của nó đấy. Nhưng mà mình nghĩ cái Advanced Enchantment này sẽ tiện hơn nè. Và giờ để chế tạo nó thì mình cần phải có mắt của Ender. Nhưng mà giờ mình chưa có ngọc Ender hết trơn. Rồi, giờ thì đi tìm những cái con quái để chúng ta test sức mạnh của rồng lửa luôn. Rồng băng hồi nãy test rồi. Và đây có chỗ của mấy quả trứng nè. Đâu mấy cái con rồng biển đâu. Bước ra đây. Giờ là không sợ đâu nhá. Chắc mình sẽ mặc cái áo giáp này vô đi. Đó. Khi mình mặc áo giáp này vào á, rồng mình cưỡi sẽ bay nhanh hơn á. Lâu lâu mình được búp sức mạnh một lần và rồng mình bay rất là nhanh luôn. Ui, đây một cái con gì nữa nè. Ui, chưa, nó bị hút. Rồng mình lâu lâu cái bị hút xuống dưới biển, mình không hiểu tại sao luôn á. Coi con này có quánh mình không nhá. Có vẻ con này nó hiền khôn à, nó không có đánh mình. Nè. Con cá mà có chân kiểu như cá ngựa. Mình đánh cũng không phản kháng lại luôn nè. Con này hiền khôn à. Nhưng mà để mình thử coi tiêu diệt cái con này sẽ rơi ra cái gì nhá. Nhìn con này nó bự quá, chắc nó cũng rơi ra item cho mình á. Thôi dừng lại đi mà, để cho tiêu diệt đi. Rồi, mặc cái cánh này vào. Cho tiêu diệt nhá. Tiêu diệt. Đánh hụt. Cầm kiếm đi, đánh cho nhanh. Rồi, và sau khi tiêu diệt thì cho mình cái gì đây? Cho gì xanh xanh nè. Cho mấy cái item giống như cái nàng tiên cá giả mạo gì đó. Cái này dùng để chế tạo những cái bộ giáp á. Để khi nào mình nhiều những cái vải này nè thì mình sẽ chế tạo những bộ giáp này nhá. Rồi, giờ thì tiếp tục đi khám phá ven biển thôi. Tại vì ven biển sẽ có nhiều thứ mới lạ cho mình khám phá ấy. Rồi, cái gì kìa. Một tên trùm hay sao á. Cầm cái kiếm rất là bự luôn. Cái kiếm hắn bự chưa kìa. Và hắn cũng rất là to con nữa.
Mình có thức ăn đây đây, mình có thức ăn rồi. À, sẵn tiện đây thì mình sẽ test sức mạnh của cái cây đinh ba này luôn nhá. Ồ, được được được, rồi đi thôi. Và mình cần phải mang theo bé rồng. Ôi dao, ui, xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Ăn 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 vô. Ui, có sao không, có sao không? Ui, mình ấn cửa mà, nhưng mà mình ấn nhầm. Ui, suýt nữa phóng bé rồng mình rồi. Rồi, cho bé rồng đứng ở đây nhá. Ui, thổ dân, thổ dân. Bình tĩnh nào, bình tĩnh, bình tĩnh. Chiến đấu tiếp. Ui, bé rồng ơi, cứu, 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 cứu. Ai da. Ao, ui, sao lại chạy rồng. Đừng chạy, ao, ao, ao. Cửa rồng bay lên. Ui, quên mà mấy tên này không có biết bay á. Mình sẽ cà lửa đi. Ui, mấy tên này mạnh quá. Ai da, ui, mấy tên này mạnh lắm luôn á. Rồi dùng lửa để tiêu diệt thôi, chứ mình cận chiến thế nào mình cũng bị quánh, mà bé rồng mình cũng bị quánh nữa. Tốt nhất là nên kiểu như là đánh ở trên không như vậy nè. Rồi rồi, tiêu diệt nào. Mấy tên thổ dân hả? Như đây là tên tộc trưởng hay sao nè, tộc trưởng tóc trắng. Wow, mình sẽ tiêu diệt hết mấy tên thổ dân lính lát trước. Giờ rồng mình chưa có giáp nữa nên mình không dám để cho rồng đánh cận chiến nhiều. Rồi, mấy tên này khỏe vậy ta? Ui, rồng mình mạnh vậy mà nướng lâu lắm mà chưa ngỏm kìa. Ui, chắc giờ mình sẽ cận chiến đi, còn có vài tên thôi. Ai da, ui, mấy tên này mạnh lắm, mấy tên này mạnh lắm. Ui, mình có táo vàng nè, hình như mấy tên này rơi ra táo vàng. Wow, à, dám đánh mình hả? Đánh mình nè, dùng đinh ba phóng luôn. Phóng, ai da, ủa phóng không được hả? À được nè. Ui, mà phóng xong phải đi nhặt nữa. Ui, gì cầm kiếm đánh sướng hơn. Ui, mấy tên này đánh mình thế lên bờ xuống ruộng luôn. Dám đánh mình nè, đánh mình hả? Ô, mấy tên này rơi ra cả kim cương nữa. Rồi tiêu diệt đi. Vậy con bé rồng mình đánh kìa. Ui, đi đâu vậy? Lại đây nè. Đó, đúng rồi, cạp đi bé rồng, cạp đi. Đây đây còn tên nữa nè. Ui, tên thổ nhân. Ui, tên đó mất tiêu rồi. Đánh người nè. Cạp cạp cạp, bé rồng ơi, bé rồng ơi, bé rồng đi đâu vậy? Cạp cạp, bé rồng ơi. Ui, bé rồng mình đi đâu à? Đừng 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 đi lạc mà. Thôi thôi thôi, đen cưỡi lên đây nè. Rồi ở đây đi. Ui, nãy giờ bé rồng mình chiến đấu quá trời luôn á. Rồi giờ mình sẽ nhặt đồ thôi. Và mấy tên này. À, nãy giờ mình biết sao mình yếu rồi. Mình quên mặc cái áo giáp vào. Hèn gì mình thấy mình yếu xìu hả. Đây mình còn một ít cái táo vàng nè. Nó nhặt hết nhặt hết. Và có kim cương nữa, 4 viên rồi. Đó, nhặt thêm. Wow, có thêm táo vàng để chiến đấu vào những trận chiến tiếp theo rồi đó. Rồi. Ui, nhưng mà mình vừa chạm trán một bộ tộc rồi đó. Mình sợ kiểu như là những cái tên còn lại trong bộ tộc này sẽ đến và trả thù mình. Ui, có vẻ nguy hiểm đây. Thôi thôi, giờ tranh thủ đi lên coi. Không biết cái tên tộc trưởng hồi nãy rồng, bé rồng mình có tiêu diệt chưa ta? Ui, à, hình như ở đây nè đúng không? Ủa, cái này bé gà mà, nãy mình nướng nhà bé gà rồi. À, đây, 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 đây. Ui, hắn đưa ra một cây kiếm và một cái gì nè, một cây kiếm. Wow, cây kiếm này được chế tạo từ từ xương rồng. Wow, vào một cái Raiden S. À, cái này là trứng của rồng lửa. Ồ, và mình có học hôm bữa từ cuốn sách ấy là mình có thể ấp những quả trứng màu này nè trở thành rồng luôn. Ồ, để một xíu mình sẽ lật cuốn sách ra mình tham khảo lại. Và đây còn ui, cái tộc này còn có một tên à, nhưng mà tên này bị khờ hay sao á. Nãy giờ mình quánh nhau nhưng mà tên này đâu ra đánh đâu. Ồ, chắc tên này bị khờ rồi. Ui, nãy giờ mới để ý hình như mấy tên này đang giam một bé rồng nè. Ồ, thì ra mấy tên này đang giam giữ một bé rồng, và tên tộc trưởng thì cắt cái quả trứng của rồng đỏ. Wow, bây giờ mình sẽ giải cứu cho bé rồng này. Nhưng mà giờ mình chưa có cá để thuần phục. Thôi chắc bây giờ mình sẽ cưỡi bé rồng lửa này về nhà. À, kim cương, kim cương. Mình sẽ cưỡi bé rồng lửa này về nhà để mình lấy cá rồi lại thuần phục bé rồng nhá. Chắc ngõm rài bị mấy tên này nhốt chắc cũng bị bỏ đói đau lắm rồi đúng không? Rồi bay về nhà và lấy cá thôi. Yeah, trong ngày hôm nay mình được một cái kiếm nè. Cái kiếm này, wow, vũ khí huyền thoại tiếp. Wow, quá nhiều trang bị huyền thoại trong một ngày. Rồi cho bé rồng lửa này. Ui, rồng băng đẹp vậy. Ui, ban đêm kìa, ban đêm bé rồng băng với bé rồng lửa đẹp cực kỳ luôn. Wow, rồng Aether ban ngày thì nhìn ngầu nhưng mà ban đêm không có sặc sỡ bằng rồng băng với rồng lửa đâu. Kìa, wow, không những mạnh mà còn đẹp nữa chứ.
Được được được. Rồi giờ vào trong ngủ một cái trước cái đã. Rồi ngủ thôi. Rồi một xíu mình sẽ đem cá và qua bên kia để thuần phục bé bé rồng đó, mình chưa biết rồng gì nữa. Rồng màu vàng rất là giống rồng lửa luôn. Nhưng mà hình như không phải thì phải. Hình như không phải rồng lửa đâu. À, giờ mình sẽ mặc cánh vào đi, tại vì nếu mình cưỡi rồng thì một hồi mình phải đi lại thêm một quận nữa để dẫn thêm bé rồng khác về đó, cho nên mình sẽ bay lại đằng kia. À quên, lấy cá đã. Suýt nữa quên đem cá cho bé rồng rồi. Rồi đáp xuống. Đây đây, cá đây. Rồi đi tiếp thôi. Và trong thời gian với hai tập thì mình sẽ cố gắng cắt thêm những cái vải của rồng băng nè, cũng như là rồng lửa, để có thể chế tạo tiếp những cái set đồ tiếp theo. Trong ngày hôm nay mình đã trải nghiệm được cái set đồ Arthur rồi, nó giúp mình tăng tốc độ khi bay nè, rồi khi chạy cũng như là khi cưỡi rồng nữa, rất là hết luôn. Họ biết mấy set đồ tiếp theo sẽ như thế nào nữa. Mình đang rất là háo hức luôn á. Rồi đi tiếp nào. Bay. Tại vì bay một hồi mình sẽ bị đói bụng ấy, cho nên phải có nguồn thức ăn kiểu như là giúp mình no lâu hơn. Rồi đáp xuống và mở cái lồng này ra thôi. Đây, đập ra một cái. Rồi, cho ăn nè. Đó, ăn đi, mau lớn nha. Rồi coi nào. Ui, đi đâu vậy? Ui, bé này hiếu động quá. Mình đang cưỡi lên vai mình nè. Yay, giờ thì cưỡi lên vai tôi nhá. Rồi khi nào ha lớn lên thì cho tôi cưỡi lại nhá. Rồi vậy là mình đã cứu được xong bé rồng này. Rồng gì ta, để coi. Hình như này rồng, đây là rồng Terra thì phải. Cái màu này rất là giống rồng đất luôn. Ui bé này còn nhỏ nên rất là hiếu động luôn á, chạy rất là nhanh. Rồi giờ mình sẽ cưỡi bé rồng này đi khám phá xung quanh một xíu nhá. Đó, ui mình bay, bé rồng này cũng bay theo nè. Yay, cùng bay thôi. Đó, giờ mình và bé rồng mới thuần phục này á, cùng bay trên bầu trời và coi có cái gì đặc biệt khu vực này không. Đây có những cái con đại bàng. Và đây là vùng đầm lầy. Để coi nào. Ở đây có bò. Và mấy khu vực này hình như không có những cái con rồng hoang dã rồi, khá là yên bình á. Chứ có mấy con rồng hoang dã là mình phải chiến đấu rất là cực khổ để mang lại sự bình yên cho khu vực. Để không thôi nó đốt cũng như là giết hết mấy con vật ở xung quanh á. Rồi, và bay về nhà thôi. Yay, con bé rồng bay kìa, bay song song với mình luôn. Rồi, giờ thì bay về nhà nhá. Và hồi nãy mình có nhặt được những cái ngọc Ender. Vậy là mình có thể chế tạo được cái bàn Advanced Enchantment rồi. Về chế tạo liền thôi. Đó, có cái đó thì mình sẽ enchant rất là dễ dàng luôn. Rồi, và bé này thì hiện tại đang còn nhỏ cho nên mình sẽ mang vào nhà nha. Đây, vào nhà một cái. Rồi, vào nhà với anh. Ui, đi đâu vậy? Đừng. Coi nghịch chứ kìa. Thôi, đừng có chạy nữa. Nghịch vậy. Ui, kìa. Đó, đúng là con nít có khác các bạn ơi. Cực kỳ nghịch luôn á, kìa chạy kìa, mình chạy không muốn không lại luôn á. Mặc cái áo giáp này chạy kình coi. Mình không tin là chạy không lại bé rồng này á. Đây, đừng có chạy. Đây, cho cá nè. Đừng có chạy nữa. Chạy nãy giờ đói chưa, cho ăn nè. Ui đâu vậy? Ui, bé rồng của mình đâu rồi? À đây, bé rồng đây. Thôi, đi lên da anh đi. Gì đâu nghịch vậy. Đừng mà. Rồi. Ôi, cuối cùng cũng bắt được rồi. Nghịch ghê luôn á. Rồi. Hình như là đây để giao phối thôi giờ. Những trái tim kìa. Hình như là vậy á. Rồi vào trong nhà nha. Để coi. Đó, vào trong nhà rồi. Và giờ mình sẽ cho bé này xuống một cái. Ui đâu rồi. Ui bé rồng đâu rồi. Lại chạy ra ngoài. Vậy là không chịu ở trong nhà đúng không? Không chịu gì ở ngoài đây đi cho. Ui đừng có chạy nữa mà. Đúng là việc trong trẻ không bao giờ là dễ hết các bạn ơi. Rồi. Ui. Mình thả xuống là lại chạy. Bây giờ mình muốn cho nó ngồi cơ. Đừng có. Đừng có chạy nữa. Ui bé này lì ghê luôn á. Giờ mình phải vô trong để lấy mấy cái hàng rào ra cái. Rồi rào lại khu vực này rồi cho bé này vào trong ở thôi. Không ngờ bé rồng này lại nghịch ghê luôn á. Rồi vào trong này nè. Thiệt tình. Trông trẻ cực ghê. Rồi. Ủa. Ui mình đâu có nhốt được rồi. Vậy là
Ui, vậy là bây giờ mình phải đi đâu rồi mang theo bé rồng này rồi, chứ để đây rồi bé chạy lung ta lung tung thì sao? Ui, chạy đâu mất tiêu nữa rồi. Ủa đâu rồi? Ủa bé rồng này đâu rồi? Ui, mình còn chưa kịp tham khảo cái cách để nướng trứng rồng nữa. Tại vì theo như mình biết á, thì phải nướng trứng rồng để có thể cho rồng nở cơ. Nhưng mà giờ mình phải giữ bé rồng rồng Terra này lại cái đã. Rồi chạy mất tiêu rồi. Ui bé này nghịch ghê luôn á. Ok, để cho bé đi loanh quanh ở khu vực này đi. Giờ mình sẽ vào trong nhà để chúng ta cùng nhau nghiên cứu cách để có thể ấp trứng rồng nhá. Hôm bữa thì mình có đọc qua cái trang dùng lửa để có thể kiểu như là cho quả trứng rồng nở. Trang nào ta? Hình như trang này thì phải. Đây đây. Đó, chúng ta sẽ dùng lửa đốt lên rồi sau đó cho quả trứng rồng nở ra. Ở đây mình có cái bật lửa đúng không? Đây đây, bật lửa nè, có quả trứng rồng kế bên luôn. Rồi giờ ra test luôn. Nhưng mà khoan, trước khi làm cái đó thì mình cần phải kiểm tra coi. Mình chưa có những cái bột vị lửa, vậy là phải xuống Nether một chuyến rồi. Nhưng mà cái đó để sau đi. Rồi tạm thời thì mình sẽ đốt lên hả ta? Ui, nếu mình quăng ra gì mình đốt thì nó sẽ bị mất á. Chưa 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 chưa, để mình thử mình đặt quả trứng rồng xuống được không? À, đặt quả trứng rồng xuống được. Sau đó đốt lên. À, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi, khi mà mình đặt quả trứng rồng xuống á, mình dùng cái bật lửa nè, mình đốt thì quả trứng rồng sẽ xoay 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 như vậy nè, kiểu như hút sức mạnh của ngọn lửa vào ấy để nở ra. Wow, được được được. Không biết nướng bao lâu thì mới có thể nở ra nữa ta. Nhưng mà lỡ mình nướng xong rồi bé 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 rồng không nở ra mà thành trứng nướng luôn rồi sao? Ui, cũng khá là nguy hiểm nha. Hy vọng đừng có thành trứng nướng nha nha. Mình không muốn thành trứng nướng đâu á, có một quả duy nhất thôi. Và hình như những quả trứng này sau khi chúng ta tiêu diệt những cái con rồng thượng cổ thì nó cũng sẽ rơi ra á, nhưng mà tỷ lệ nó khá là thấp. Tắt lửa rồi. Ui, vậy là mình phải đứng kế bên để châm lửa liên tục, nếu không thôi là quả trứng rồng sẽ không có nở ra. Rồi cố lên cố lên. Và trong lúc chờ đợi này thì mình sẽ coi coi những bé rồng mình là rồng rồng đực hay cái nhá, tại vì rồng ở đây sẽ chia làm hai loại á. Ui, cái này là rồng cái nè, cái này là rồng rồng đực. Vậy là hai con rồng này là rồng cái và rồng đực đúng không? Chắc bây giờ mình đã hết cá rồi, để khi nào có cá thì mình sẽ kiểu như là nhân giống mấy bé rồng này ra coi được không nhá. Ui ui, nở rồi. Dây rồng đã nở rồi. Ồ, và rồng này hình như là thuộc loài rồng hoang dã ấy, giống như những con rồng mà đợt trước mình tiêu diệt để lấy vải rồng và chế tạo giáp rồng được rồng đỏ đó. Wow. Vậy. Và ở đây là stack 1, hình như là chỉ mới cấp độ 1 thôi. Và chỉ mới có 20 máu à, rất là yếu luôn á. Thôi 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 thôi, đây mình sẽ cầm vầy và cho vô nhà ở đi. Tạm thời còn bé, để ra ngoài mà có 20 máu nữa, lỡ mấy con quái đánh thì mình không có bảo vệ được. Ui ui ui, còn gầm nữa chứ, còn nhỏ nhưng mà đã biết gầm rồi. Rồi tạm thời cho ở đây đi, coi có đi xuyên tường không. Ồ, may quá may quá, bé này không có biết đi xuyên tường. Và cái này thì mình phải đập ra rồi, để không thôi bé dẫm lên á rồi chạy ra bên ngoài rồi mình không có giữ lại được. Đó, tạm thời ở trong nhà của anh nhé. Rồi ở trong nhà đi. Để coi coi cái bé rồng này thì mình không biết cho ăn cái gì nữa ta, trong đây không biết có thức ăn cho rồng không nữa. Hình như có loại thức ăn dành riêng cho rồng á, Raiden Meal nè 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 nè. Vậy là chúng ta cần phải kiếm xương cũng như là thịt đây. Xương để coi coi. À, mình có nè, thịt mình có cừu. Ok, thịt cừu. Ok, giờ mình sẽ hy sinh thịt cừu của mình để cho bé rồng này có thức ăn để ăn nhá. Đây, mình sẽ chế tạo nhiều nhiều một xíu. Rồi. Mình chế tạo được có một cái thôi à. Để coi coi công thức, coi công thức lại coi. Xương ở xung quanh đúng không? Là thịt ở bốn góc. Ui, hình như bé đói lắm rồi kìa, lại chỗ mình hoài luôn á. Ok, đợi đợi mình xíu nha, mình sẽ chế tạo cho bé ăn luôn. Đó, mình được bốn cái rồi. Đây 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 đây, đứng yên đứng yên đứng yên. Hình như mình phải có thứ gì đó để giữ cho bé rồng này đứng yên thì phải. Để coi nào, coi cuốn sách này có chỉ không ta. Cái này về những cái con thủy quái, cái này về thức ăn. Hình như chưa có dạy cách để chúng ta huấn luyện rồng à, là mình phải học thêm rồi. Ôi bé ở đây nhá.
Mình sẽ lấy những cái mana cất ship ra, rồi cho vào đây một cái. Hy vọng trang sau thì sẽ cho mình cách để chúng ta có thể kiểu như là điều khiển được bé rồng ấy nè. Bé rồng giờ mình chưa điều khiển được. Ui ui ui, sao mình lại gỡ. Rồi ở trên da anh đi, bé rồng này hiếu động quá à, nhưng mà kiểu như là còn hiền hơn bé rồng. Rồng Terra, rồng Meta Terra rất là nghịch luôn á. Rồi coi coi ticket, à đây là những giống như là nàng tiên thì phải á. Ồ, rồi chàng này chưa có nghiên cứu về cách để chúng ta có thể điều khiển được những bé rồng. Rồi giờ mình sẽ cho thêm một trang nữa. Giờ mình sẽ tìm cách điều khiển trước đi rồi cho ăn sau. Hay là cho ăn trước ta? Ok, cho ăn trước đi, chắc giờ bé đói lắm rồi. Ồ, ui mình mới cho ăn có 4 miếng đồ ăn thôi à, mà đã lớn lên chừng này rồi nè. Vậy không bao lâu nữa thì bé rồng này sẽ rất là lớn cho coi. Tạm thời thì vẫn cho ở trên vai. Giờ mình vẫn đủ khả năng để... ui ui, vẫn đủ khả năng để cho bé cưỡi lên trên vai ấy. Rồi coi coi, Ice Raiden Edge. À cái này là trứng đồng băng nè. Ồ, trứng đồng băng cũng chia làm nhiều loại nữa. Và mình phải ngâm trong nước đá hả? Ui, ngâm trong nước đá. Giờ mình phải có, vậy là mình phải có cúp mềm mại á. Rồi, cho này vào và cho mana cất ship vào tiếp nhá. Đó, hy vọng trang tiếp theo sẽ cho cách để huấn luyện rồng đi. Mình cần đúng cái cách huấn luyện rồng thôi à. Tại vì để trở thành kỹ sĩ rồng á thì mình cần phải học từ từ á thì mới thành thục được á. Rồi, giờ thì đợi cho nó viết ra nhá. Coi nào. Amethyst, cái gì đây? Ui, đây là những cái con. Con này giống với con hồi nãy mà mình nhặt được cái... đâu ta? Giống như nhặt được cái Shiny Keo này. Ui, nhưng mà vẫn chưa mở ra nữa. Ok, tạm thời mình sẽ ngủ trước một cái đi. Đó, ui, hình như cho ăn xong ngoan hơn rồi nè. Đứng yên rồi, hết chạy lung tung rồi. Ui, nhưng mà sáng thì lại đi tiếp. Chắc là mình phải có cách nào đó để điều khiển rồi. Để từ từ mình sẽ tìm thêm những cái mana kết ship á, rồi mình sẽ học cách để mình có thể giúp cho bé rồng này bình tĩnh hơn nha, chứ giờ hơi bị hiếu động cũng như là mất kiểm soát nè. Rồi giờ thì mình sẽ đi xuống Nether một cái ở nhà nhá. Ui, đừng có chạy lung tung tung á, để mà không mình đi tìm nữa. Giờ mình sẽ đi xuống dưới để chúng ta có thể tìm được những cái play rod ấy, tại vì mình cần play rod để chế tạo ra mắt của Ender. À đây. Ui, thiệt tình bé rồng này á. Ui, đứng ở đây nè, làm nãy giờ tìm muốn chết hả. Rồi ở đó nhá. Giờ mình sẽ mặc cái cánh này và đi tìm những cái tòa thành thôi. Ở đây thì có khá là nhiều những cái chỗ của rồng Nether nhưng mà không có tòa thành ta. Mình cần tòa thành để có thể tìm được... Đây. Ui, mình cần tòa thành để tìm được những cái con Blaze. Play đâu ta? À đây, Play luôn. Đây có Play nè. Play hả? Play... Ui, ăn táo không? Rồi. Chiến đấu. Ui. Ủa, mấy tên này mạnh cực luôn. Rồi mình đã có một cái rồi, mình sẽ qua đây để núp trước cái đã, ăn thêm trái táo coi. Ủa, mấy tên này mạnh quá, mình sẽ ăn thịt cừu đi rồi sau đó bay về nhà. Chỉ cần một cái thôi cũng được nữa, không cần quá nhiều những cái play rod đâu. Rồi giờ thì bay về thôi. Đây, chế tạo một cái quyển sách trước. Công thức quyển sách đâu rồi? Công thức quyển sách nè. Sau đó mình sẽ cho cái này vào một cái túi mực. Có rồi, về thôi, cuối cùng cũng có được một cái quyển sách rồi đó. Mình sẽ mang cái này vào trong nhá. Rồi sau đó đem vào nâng cấp luôn thôi. Ban đầu mình dự định sẽ nâng lên cái... đừng cháy. Ui, mình tỉnh nào. Ban đầu mình định nâng cấp lên cái Book Enchanter cơ, nhưng mà mình thấy cái này nó tiện hơn nên mình sẽ nâng cấp nó lên trước nhá. Rồi, mình cần thêm vàng nữa. Cắt tá vàng vào, lấy vàng ra. Sau đó cho vào cái bàn chế tạo và... Tenten Advanced Enchantment. Yay, mình sẽ lấy ra. Đó, giờ mình sẽ đi ra ngoài và đặt xuống nha. Ở đây mình có thể lựa chọn dòng mà mình thích luôn, nhưng không biết nó có tính năng sửa không. Ồ, nó không có tính năng sửa rồi. Khá là tiếc. Đây, mình sẽ test thử cái cây đinh ba trước đi. Ồ, đinh ba có thể ép vào dòng chậm hỏng à. Còn cây rìu thì sao? Sắc bén. Ui, cây rìu có thể ép dòng sắc bén luôn hả? Ui, mình ép sắc bén 5 luôn đi. Ui, mình ép sắc bén 5 được mười mấy đam ta. Hay là dùng kiếm nha. Còn cái kiếm này thì sao?
Wow, cái kiếm này cũng có thể ép được sắc bén luôn. Vậy chắc mình sẽ ép ép thử cây kiếm này đi, tại vì cây kiếm này nãy mình mới nhặt từ tên tộc trưởng nè. Rồi. Wow, có sắc bén 5 luôn. Giờ mình còn thiếu cái dòng chậm hỏng á. Có nhặt nữa nè. Ui, ép dòng chậm hỏng luôn. Đó, vậy là mình có được wow, một cây kiếm rất là bự và có được hai dòng rất là tốt nè. Yay, giờ thì mình sẽ bay ra biển. À không, à được được được, bay ra biển đi để test sức mạnh luôn. Mình sẽ tìm những cái con rồng biển ấy. Đó, lần này chiến đấu mà không cần những bé rồng kế bên luôn. Coi coi mình có chiến đấu lại không nhá. Nhưng mà hiện tại mình chưa gặp cái tên rồng biển nào hết. À kia kia kia. Ui, cái tên này là cái tên nãy đâu đánh mình đâu. Ồ, xuống đây coi. Ta thử coi mình đánh mấy hit mới ngỡm được cái tên này nhá. Một hit. Ui, mình đánh hai hit. Ba hit, bốn hit. Ồ, mình mất bốn hit để có thể tiêu diệt được một cái tên này. Ui, có thức ăn, lẹ 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 lẹ. Ây da, ây da, ây da, 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 da. Ui, suýt nữa là ngỡm rồi. Mình mất 4 hit để có thể tiêu diệt được một cái con cá ngựa hồi nãy. Chúng ta cái này nó cũng không mạnh cho lắm, nhưng mà dù sao thì nó cũng có được thêm cái dòng gì nè. Đó, rất là tốt luôn. Rồi, giờ mình sẽ lấy thêm thịt của một ít bé cừu á để mình mang về và chúng ta sẽ nấu lên nhá. Nhưng mà mình thắc mắc, đây kiếm đánh ra lửa nhưng mà thịt thì nó lại không chín. Là sao? Hình như lửa này chưa tới để có thể nướng chín thịt rồi. Trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ cố gắng tìm thêm những cái mana kết xếp để có thể học thêm những kiến thức từ cuốn sách này và giúp cho bé rồng của mình bình tĩnh hơn, chứ đừng có say say gì hoài mình cũng thấy tội nghiệp nữa. Và trong ngày hôm nay thì mình đã chế tạo được bàn enchant xịn, một cái cây đinh ba, một nhặt được một cây kiếm và giải cứu cho bé rồng Terra rồi. Và trong thời gian giữa hai tập mình sẽ cố gắng cắt thêm vải và cho bé rồng Terra ăn để cho bé rồng đó lớn hơn nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Thank you.